Dãy núi Jura ở biên giới giữa Pháp và Thụy Sĩ đang trong mùa đông. Mặt đất đã bị đóng băng trong nhiều tháng. Đây là một nơi khó khăn để sinh tồn. Tôi được biết rằng khu vực rừng thưa như thế này có thể là tổ của những kẻ khổng lồ thực sự. Vào thời điểm này trong năm, chúng đang trú ẩn. Nhưng bằng chứng về sự tồn tại của chúng là những gò đất kỳ lạ này, có ở khắp mọi nơi. Bên trong đây, sâu xuống bên dưới và được bảo vệ khỏi cái lạnh, những kẻ khổng lồ đang ngủ. Bên dưới lớp lá kim vân sam là mê cung các đường hầm và các ngăn, nơi trú ngụ của kiến rừng ngủ đông. Về mặt cá thể, chúng rất nhỏ, nhưng chúng là thành viên của một siêu đàn khổng lồ. Khi nhiệt độ tăng, hơn nửa tỷ trong số chúng sẽ xuất hiện và thống trị cảnh quan này. Các nhà khoa học chỉ mới đang tìm hiểu về cách thức mà kiến có thể tồn tại ở đây. Nhưng trên thực tế, có một bí ẩn lớn hơn và sâu sắc hơn nhiều đã đưa tôi lên ngọn núi này. Trong số các loài kiến, rất hiếm khi xảy ra sự hợp tác giữa chúng. Chiến tranh thường là phổ biến. Tuy nhiên, những tổ kiến trên một khu vực rộng lớn này lại chung sống hòa bình với nhau. Điều này nghe có vẻ giống như một câu chuyện sử thi về chiến tranh và hòa bình. Nhưng phải chăng nó cũng mang đặc điểm tương tự với bản chất con người? Những con kiến này, theo một cách khác thường, đã đánh đổi chiến tranh để lấy hòa bình. Nó hiện được công nhận là một trong những siêu xã hội côn trùng lớn nhất. Và sự tồn tại của nó có vẻ mâu thuẫn với một số quy luật tiến hóa như chúng ta đã từng biết về chúng. Ở đây đã trải qua một mùa đông dài và lạnh giá trên dãy núi Jura của Thụy Sĩ. Thật khó tin rằng có loài côn trùng nào mà có thể sống sót trong cảnh quan băng giá này. Nhưng giờ đây, sự thay đổi đang diễn ra. Chẳng bao lâu nữa, các tổ kiến trên khắp ngọn núi này sẽ xuất hiện. Một số gò đất này là đàn độc lập, nhưng những gò đất khác là một phần của một siêu đàn khổng lồ. Trong những tháng tới, tôi sẽ xem xét sự khác biệt giữa hai xã hội kiến rừng này. Một xã hội gây chiến với tất cả các láng giềng, và một xã hội lại luôn chào đón chúng và sinh sống trong hòa bình. Khi sự khắc nghiệt của mùa đông giảm bớt, kiến lính canh xuất hiện từ các gò đất để thăm dò tình hình. Chúng phát hiện ra dấu hiệu mà chúng đã chờ đợi. Nhiệt độ đang tăng lên. Mùa xuân đang đến gần. Những con kiến sống sót qua mùa đông nhờ hệ thống sưởi ấm trung tâm của riêng chúng, nơi mà hơi ấm được tạo ra do sự phân hủy chậm của thảm thực vật chết trong cấu trúc của tổ. Và điều đó giúp chúng không bị đóng băng. Giờ đây, bằng cách tụ tập khắp bề mặt của tổ, chúng đang thu nạp năng lượng, hấp thụ nhiệt trực tiếp từ tia nắng mặt trời. Hành vi này chỉ xảy ra trong một hoặc hai ngày vào đầu mùa xuân. Kiến thợ đã ló dạng dưới ánh nắng mặt trời và hiện đang tụ tập lại với nhau. Và chúng không chỉ tắm nắng,
Có lẽ là tia cực tím của mặt trời có thể chữa khỏi bất kỳ bệnh nhiễm trùng nào do virus hoặc nấm mà chúng mắc phải trong thời gian ngủ dài dưới đất. Chúng ta gần như có thể cảm nhận được sự náo nhiệt mà những sinh vật nhỏ bé này đang tắm nắng. Điều này đã là lạ, nhưng bây giờ ở đây có một điều gì đó thực sự khác thường. Có một kiến chúa. Nó có kích thước gần như gấp đôi đối với những con kiến thợ. Nó cũng là thành viên quan trọng nhất trong đàn. Và hơn thế nữa, còn có một kiến chúa khác. Việc nhìn thấy một con kiến chúa xuất hiện và dễ bị tổn thương ở bên ngoài tổ thực sự là rất hiếm. Có thêm một con này. Và có một con nữa. Long lánh tuyệt vời dưới ánh nắng mặt trời. Một tổ kiến rừng bình thường chỉ có một con kiến chúa duy nhất đẻ ra tất cả trứng, nhưng rõ ràng ở đây không phải như vậy. Có một con khác này, và đây nữa, có một vài con như vậy. Thật là thú vị. Sau một vài khoảnh khắc dưới ánh nắng mặt trời, lần duy nhất chúng nhìn thấy ánh sáng ban ngày trong cả năm, kiến chúa biến mất và quay trở lại các ngăn ở sâu trong tổ. Những kiến chúa không như vậy sẽ bị kéo trở lại. Chúng ta có thể gọi chúng là nữ hoàng, nhưng không có quy tắc quyền lực ở đây. Các kiến thợ điều hành bằng sự đồng thuận, và chúng sẽ quyết định thời gian và nơi mà các kiến chúa sẽ đến. Có thể có hàng trăm kiến chúa trong cái tổ duy nhất này, và có hơn 1.000 gò đất như thế này, tất cả đều liên kết với nhau. Vì vậy, trên toàn bộ siêu đàn này có thể có tới 1 triệu kiến chúa. Bây giờ là đầu tháng 4. Sự trở lại của các kiến chúa bên dưới đây để chuẩn bị cho việc đẻ trứng, bắt đầu một cuộc chạy đua với thời gian. Chúng phải hoàn thành công việc quan trọng nhất của chúng bên dưới tổ trong 2 tháng tới. Sử dụng ánh sáng hồng ngoại mà kiến không nhìn thấy được, chúng tôi có thể quan sát chúng bên trong tổ mà không làm phiền chúng. Hầu hết những quả trứng đầu tiên được đẻ ra sẽ tạo ra thế hệ cá thể sinh sản tiếp theo. Cả kiến đực và cái, cả hai đều sẽ có cánh. Bên trong hàng nghìn tổ của siêu đàn này, hơn nửa tỷ kiến thợ chủ yếu là không có họ hàng, cùng hợp tác để đảm bảo rằng kiến chúa và kiến đực sẽ sẵn sàng cho các chuyến bay giao phối của chúng vào giữa tháng 6. Với tất cả những phát triển đang diễn ra, bắt buộc các kiến thợ phải thu lượm thêm thực phẩm càng sớm càng tốt. Nhưng nhiều gò đất vẫn bị tuyết bao quanh, do đó kiến thợ không thể tiếp cận khu vực kiếm ăn của chúng. Nhưng chúng có thể thu được thứ gì đó. Chính là nhiệt năng. Tổ cần nhiều nhiệt hơn so với lượng nhiệt đến từ thảm thực vật đang thối rữa. Nếu trứng nở kịp thời vào tháng 6, tuy nhiên, giờ đây, kiến có một nguồn nhiệt khác. Sử dụng cơ thể của chúng làm tấm pin năng lượng, kiến sẽ thu nạp ánh sáng mặt trời. Chúng tôi có một máy quay hồng ngoại để phát hiện sự khác biệt về nhiệt độ.
Tổ có màu đen vì nó nóng hơn môi trường xung quanh. Nó cho thấy sự khác biệt tương tự ở các con kiến. Những con chui vào tổ thì có màu đen vì chúng được mặt trời sưởi ấm, trong khi những con chui ra lại có màu trắng vì chúng lạnh, vì đã truyền nhiệt của cơ thể sang những thứ trong tổ. Chính kiểu cộng tác quên mình này là chìa khóa thành công của bất kỳ đàn kiến nào. Trong các đàn kiến bình thường, tất cả các con kiến đều có quan hệ họ hàng với nhau và với kiến chúa. Và giả thuyết cho rằng đó là lý do tại sao tất cả chúng cùng hợp tác. Nhưng đó không phải là trường hợp ở đây. Có hàng trăm kiến chúa ở đây. Hơn 1.000 con đã được đếm trong một tổ. Vì vậy, tất cả các kiến thợ không thể có cùng cha mẹ. Và di truyền học đã xác nhận cho điều này. Sự hợp tác này giữa những con kiến không huyết thống trong một đàn dường như đang viết lại các quy tắc tiến hóa của côn trùng. Nhưng chúng tôi vẫn chưa thực sự biết điều này xảy ra như thế nào. Mùa xuân đang đến gần. Tuyết đã biến mất và sắc màu đã xuất hiện trên các đồng cỏ. Vào cuối tháng 4, có những đống trứng trong tổ và những ấu trùng đầu tiên đang nở. Các kiến thợ làm việc không ngừng để đảm bảo rằng bầy con non đang phát triển sẽ sẵn sàng xuất hiện trong thời gian 6 tuần. Vào lúc cao điểm của mùa hè ngắn ngủi trên núi Jura, nhưng không phải tổ kiến nào trên núi này cũng có thể tập trung được như vậy. Một số sẽ sớm phải đối mặt với các mối đe dọa đối với sự sống còn của chúng. Chỉ cách đó một đoạn ngắn, ở biên giới bên bìa rừng của siêu đàn, có những loài kiến rừng khác. Các gò đất ở đây bên này của ngọn núi trông giống hệt với các gò đất của siêu đàn. Và bản thân những con kiến cũng vậy. Cư dân của mỗi tổ ở đây đều là con đẻ của kiến chúa duy nhất. Và các đàn cạnh tranh gay gắt với nhau. Sau kỳ ngủ đông, các lãnh thổ giữa tổ ở đó và tổ này ở đây đã trở nên mờ nhạt và biên giới phải được thiết lập lại. Và để làm được điều đó, các kiến thợ từ cả hai tổ hiện đang thám thính mặt đất. Và điều đó khiến những con kiến láng giềng tiếp xúc lần đầu tiên trong mùa này. Khi những kẻ lục lọi từ các tổ khác nhau gặp nhau, chúng ngay lập tức nhận ra rằng chúng đến từ các đàn đối thủ. Sau đó, chúng chạy về tổ và trong vòng vài phút, cả hai đàn đều biết rằng lãnh thổ trên biên giới của chúng đang bị xâm phạm. Rồi tập hợp quân đội. Đây chính là chiến tranh, và vũ khí đang được sử dụng là hóa học, acid formic. Tôi có thể ngửi thấy nó trong không khí. Chúng đang phun nó từ phần cuối của bụng.
Và nếu chúng có thể cắn đối thủ của mình để axit formic thâm nhập vào bên dưới lớp da, axit sẽ hòa tan nội tạng. Khi vật lộn, mỗi con cố gắng kiềm chế đối thủ của mình bằng cách kẹp hàm răng quanh chân hoặc râu. Binh lính của cả hai bên giằng co tay chân của đối thủ. Có thể cần đến 7 con kiến để khuất phục một kẻ thù. Mỗi con giữ mỗi chân, và con thứ 7 sử dụng các hàm răng để cắn toang của đối thủ, để lộ ra nội tạng. Kẻ tấn công đưa bụng về phía dưới cơ thể của nó và phun axit vào nạn nhân. Các trận chiến đang diễn ra ở khắp mọi nơi. Mỗi đàn mang dấu hiệu hóa học của riêng mình, không thể nhìn thấy bằng mắt của chúng ta nhưng lại rõ ràng đối với râu nhạy cảm của kiến. Các chiến binh chạm vào nhau để nhận biết chúng thuộc về bên nào. Ở đây và ở đó, các cá thể leo lên thảm thực vật. Có lẽ chúng đang nghỉ ngơi, hay đang khảo sát chiến trường để xem nơi nào cần trợ giúp. Mùi của axit formic lan đến đàn, và nhiều con kiến từ cả hai bên chạy đến tham gia trận chiến. Những cuộc chiến như thế này có thể tiếp tục trong hơn một tuần. Vào lúc cao điểm, có hàng nghìn con kiến đang chiến đấu và hàng nghìn con mạng. Những kẻ chiến thắng chắc chắn sẽ mở rộng lãnh thổ của chúng. Nhưng có thể thấy rằng, chúng cũng đã nhận được các chiến lợi phẩm khác. Chúng đang gom xác của các nạn nhân và mang trở lại tổ ở đó để thưởng thức. Cả hai bên đều bị tổn thất nặng nề. Đối với những con kiến trên đồng cỏ, đó là một khởi đầu năm mới đầy thiệt hại. Ở trên núi cao hơn, trong lãnh thổ của siêu đàn, cư dân của các tổ khác nhau cũng đang gặp nhau. Nhưng ở đây, mọi thứ rất khác. Những con kiến đến từ một gò đất cách xa khoảng nửa dặm. Nếu gò đất đó là một đàn độc lập, riêng biệt, thì khi tới đó, chúng sẽ bị tấn công dã man. Nhưng hãy xem điều gì sẽ xảy ra. Lúc đầu, kiến sở tại có cử chỉ hung dữ. Nhưng sau đó, con còn lại vuốt vào râu của kiến sở tại.
Cử chỉ đó là yêu cầu thức ăn và con kia phải đáp ứng. Hành vi này được gọi là trao đổi thức ăn, một điều không có gì lạ thường. Đôi khi, hầu hết các con kiến đều làm điều đó. Điều độc đáo là những con kiến này gần như chắc chắn không có quan hệ họ hàng với nhau, nhưng chúng lại đối xử với nhau như thể chúng ở cùng một tổ. Chúng làm được điều này bởi vì chúng có chung mùi hương siêu đàn, một dấu hiệu hóa học được chuyển cùng với thực phẩm. Trong một thí nghiệm, các nhà khoa học cho một loại hóa chất đặc biệt vào tổ ở một phía của siêu đàn. Và 8 tuần sau, hóa chất đó xuất hiện ở phía xa phía bên kia. Chính sự chia sẻ thức ăn giữa hơn nửa tỷ cá thể đã làm cho siêu xã hội này thực sự đáng chú ý. Do đó, siêu đàn kiến có thể di chuyển tự do giữa các gò đất. Và kết quả là, chúng đã tạo ra hơn 100 km đường mòn liên kết hơn 1.000 tổ. Những con đường mòn không chỉ cho phép những con kiến để làm tổ mới ở sâu trong rừng, mà còn giúp cho tất cả các thành viên của siêu đàn tiếp cận tới các nguồn tài nguyên có giá trị lớn đối với chúng. Nó đến từ những cây vân sam. Kiến không ăn trực tiếp trên cây vân sam, mà chúng trở thành những nông dân, và đây là những vật nuôi của chúng, là loài dẹp. Sự hiện diện của kiến ngăn chặn những loài săn côn trùng để dẹp có thể kiếm ăn mà không bị quấy rầy. Chúng hút nhựa cây và bài tiết chất thải dưới dạng chất lỏng có đường, gọi là mật. Và những con kiến thích loại mật này. Cũng giống như những người nông dân vắt sữa bò. Vì vậy, kiến vuốt ve dẹp bằng râu của chúng để kích thích loài dẹp tiết ra mật. Sau khi dẹp được lấy mật và kiến đã uống hết số mật có thể mang theo, chúng sẽ lao xuống gốc cây với cái bụng phình to và trở về tổ. Mật dẹp không chỉ là thức ăn để nuôi sống chúng. Một số kiến sử dụng mật dẹp để tăng nhiệt cơ thể chúng cao hơn mức bình thường và làm ấm bầu không khí trong tổ, một khả năng đáng giá trong khí hậu hay thay đổi của núi Jura. Bản thân cây vân sam cũng tạo ra chất mà kiến có thể sử dụng trực tiếp. Những con kiến này đã thu thập những mảnh nhựa nhỏ. Đó là một loại nhựa dẻo chảy ra từ những cành gãy của một cây lá kim. Cây dùng nó để chữa lành vết thương. Nhưng kiến sử dụng nó để làm gì? Bên trong tổ, hơi ấm do mật dẹp tạo ra giúp kiến chúa tiếp tục đẻ và ấu trùng tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, sự ấm áp liên tục có thể tạo ra rắc rối. Mặc dù được vệ sinh thường xuyên, nhưng mầm bệnh vẫn có thể phát triển mạnh. Những con kiến có một giải pháp đáng chú ý cho vấn đề đó. To that problem.
Chúng phủ lên bề mặt các gò đất bằng những cục nhựa thông nhỏ và cũng đưa nó vào các ngăn trong tổ. Một tổ chứa tới hơn 4 kg. Trên thực tế, nó là thuốc điều trị của kiến. Kiến kết hợp axit từ cơ thể chúng với loại nhựa này và do đó tạo ra một loại kháng sinh rất hiệu quả. Đây là một trong những dược liệu sinh học phức tạp mà khoa học từng biết đến. Người ta đã chứng minh rằng kiến rừng sống trong tổ có chứa chất nhựa này có khả năng chống chọi với bệnh tật tốt hơn. Và trứng của chúng ít có khả năng bị nhiễm nấm hơn. Siêu đàn thanh bình, rộng lớn này có rất ít kẻ thù. Nhưng bây giờ, vào cuối tháng 5, một mối đe dọa mới đã đến. Vùng Jura nổi tiếng với việc sản xuất một số format tốt nhất của châu Âu. Trong nhiều thế hệ, những người nông dân đã tạo ra những khoảnh nhỏ trong rừng để làm thành những đồng cỏ chăn nuôi gia súc. Chỉ đến bây giờ, khi thời tiết đủ ấm để những con bò được đưa lên những đồng cỏ trên núi cao này. Bằng cách nào đó, kiến cần đảm bảo rằng chúng được ở một mình và không có gì làm hỏng tổ của chúng. Và đó là một thách thức đáng kể, ngay cả đối với một siêu đàn. Nhưng những con kiến này rất kiên quyết. Khi một con phun axit, thì những con khác cũng làm theo. Kết quả là có một cuộc tấn công phối hợp. Những con bò không hề hấn gì, nhưng chúng bị tạt một lượng axit vào mũi, thứ mà chúng không thích, và sau đó chúng có xu hướng tránh những gò đất này. Đến nay, vào tháng 6, ấu trùng đã lớn và háo ăn. Chúng phải được chăm sóc đặc biệt, bởi vì chúng sẽ tạo ra thế hệ sinh sản tiếp theo. Do đó, kiến thợ phải làm việc chăm chỉ để đáp ứng nhu cầu này. Vào mùa hè, hàng trăm nghìn quả trứng nở mỗi ngày. Và mật dẹp là không đủ. Những con kiến đi tìm kiếm thứ khác để bổ sung. Đó là thịt tươi. Những ngọn đồi núi xanh tốt của Jura hiện đang có đủ loại sự sống. Và gần như tất cả chúng đều là thực phẩm tiềm năng. Những con kiến tản ra khỏi tổ, lùng sục khắp mặt đất để tìm kiếm thức ăn. Khi những kẻ săn mồi tiếp cận, con mồi có thể sẽ biến mất. Tâm linh của kiến không quá nhạy bén. Chúng chỉ có thể nhìn thấy mục tiêu nếu nó di chuyển.
Trong khi đó, một con nhện sói lại có thể thấy kiến rõ ràng. Nhưng miễn là nó không di chuyển, kiến sẽ không biết rằng nó đang ở đây. Nó đang mang một cái bao nhỏ chứa đầy trứng. Nó quyết định chạy thoát và chuyển động đột ngột này làm cho những kẻ săn mồi chú ý. Lần chạm nhẹ đầu tiên đó của một con kiến đã để lại dấu vết mùi hương nhàn nhạt. Và giờ đây những kẻ săn mồi cùng đàn có thể tiến đến mục tiêu của chúng. Con nhện có thể cắn kèm theo nọc độc, nhưng điều đó giờ không còn tác dụng nữa. 8 đôi chân mạnh mẽ là hy vọng duy nhất của nó. Nhưng tốc độ của nó mới là thứ giúp lũ kiến bám theo. Đoạn phim quay chậm tiết lộ kỹ thuật săn mồi cơ bản của kiến. Chúng lao xuống với hàm răng mở rộng và hy vọng điều tốt nhất. Cuối cùng, một con kiến cũng tóm được con mồi. Giống như bầy sư tử hạ gục một con trâu, những con kiến vây quanh con mồi. Hai con kiến kiềm chế con mồi, trong khi một con khác phun axit hòa tan vào thịt. Nhện sói chỉ là một trong số rất nhiều nạn nhân. Nếu chỉ một mình, một con kiến chỉ có thể săn những con mồi nhỏ nhất, nhưng bằng cách làm việc theo nhóm, chúng có thể bắt được những sinh vật lớn gấp nhiều lần kích thước của chúng. Một siêu đàn có thể giết chết hàng trăm triệu con mồi mỗi năm. Từ bọ cánh cứng, sâu bướm, đến ruồi, chúng sẽ xử lý hầu hết mọi sinh vật sống. Dù con mồi là gì, đầu tiên nó sẽ bị cắt thịt và ăn bởi những kiến thợ. Sau đó, chúng sẽ ói ra để làm thức ăn cho ấu trùng. Khi chúng đã phát triển đến kích thước đầy đủ, ấu trùng tự quay kén tơ cho mình. Bên trong kén là một ấu trùng đặc biệt, đang biến đổi thành một con kiến trưởng thành. Thời gian xuất hiện của chúng đang đến gần. Kiến rừng sống trong một trong những xã hội côn trùng có tổ chức chặt chẽ và phức tạp nhất. Chúng chiến đấu trong các cuộc chiến tranh giành lãnh thổ. Chúng săn mồi theo bầy và nuôi các loài khác. Chúng xây dựng chiếc tổ phức hợp với hệ thống sưởi trung tâm.
chúng sản xuất thuốc của riêng mình. Và một nhóm trong số chúng, như chúng ta hiện đã biết, thì đã đạt được một bước tiến khác. Siêu đàn đã mở rộng sự hợp tác này vượt ra ngoài biên giới của mình để hình thành một siêu xã hội với quy mô lớn, đến nỗi mà chúng ta có thể bắt đầu so sánh nó với xã hội của sinh vật vĩ đại khác trên hành tinh này, chính là loài người chúng ta. Những nhà nghiên cứu về nguồn gốc văn hóa loài người cho rằng, chính những câu chuyện thần thoại được chia sẻ là một trong những yếu tố gắn kết các xã hội loài người sơ khai với nhau. Nhưng đối với loài kiến thì sao? Chà, ở nhiều loài chắc chắn một điều là, tất cả các cá thể đều có quan hệ họ hàng rất chặt chẽ với nhau. Nhưng điều đó không phải như vậy ở siêu đàn này. Và trong một số ngày trong tháng 6, những đàn như vậy tiếp tục mâu thuẫn đối với các quy luật. Khi mùa hè đến gần, núi Jura nhanh chóng trở thành thiên đường của hoa dại. Và có cái gì đó mới xuất hiện bên trong mỗi tổ, là những đôi cánh. Thế hệ sinh sản, cả đực và cái, cuối cùng đã nở và cả hai đều có thể bay. Chỉ những cá thể có cánh mới có khả năng sinh sản. Con đực không hơn gì một thiết bị thụ tinh, và chúng sẽ sớm đạt được mục đích của mình, rồi chết đi. Nhưng đối với những con cái mới xuất hiện gần đây, thì đó là sự khởi đầu của cuộc sống nô lệ lâu dài. Khi trời nắng và không quá nhiều gió, các tổ đột nhiên được bao phủ bởi những con kiến có cánh. Có một sự náo nhiệt trong không khí. Những con đực có cơ thể đen nhạt, không có khả năng tự kiếm ăn. Vì vậy, một khi chúng rời khỏi tổ, chúng chỉ có một thời gian ngắn để sống, không có thời gian để lãng phí. Các kiến chúa trinh nguyên cũng có màu đen nhưng sáng bóng lộng lẫy, có một sự khởi đầu cuộc đời khá vụng về. Chúng nặng nề với chất béo dự trữ và buồng trứng sưng lên. Vì vậy, cất cánh để bay lên không phải là dễ dàng. Đây là chuyến bay quan trọng nhất trong cuộc đời chúng, nhưng cũng là chuyến bay đầu tiên. Nhiều con kiến kiểm tra đôi cánh của chúng trước khi cất cánh. Chúng có thể cần vài lần thử trước khi đạt được khả năng kiểm soát chuyến bay hoàn toàn. Trong vài ngày, nửa triệu con kiến có cánh của cả đực và cái sẽ bay lên không trung và đi đến lãnh thổ mới. Sau đó, tất cả chúng đều tập hợp tại đây, ở trung tâm của siêu đàn. Không rõ bằng cách nào mà chúng tìm thấy đồng cỏ này, nhưng từ năm này qua năm khác, cả kiến đực và kiến cái trinh nguyên từ khắp siêu đàn được kéo đến đây để thực hiện chuyến bay lần đầu tiên của chúng. Kiến chúa tụ tập thành những mảng nhỏ trên cây cao hơn và bắt đầu tiết ra chất kích thích tố giới tính, một hóa chất trong không khí thu hút con đực. Khi phát hiện ra mùi hương này qua gió, con đực sẽ bay tới chỗ con cái.
Các kiến chúa trinh nguyên chỉ có thể có cơ hội giao phối một lần, và chúng cần có đủ tinh trùng để thụ tinh cho trứng mà chúng sẽ tạo ra trong nhiều năm tới. Nhưng với nhiều con đực trong đồng cỏ, chúng có thể đủ khả năng để kén chọn. Những con đực rất hàng hái, chúng thậm chí còn cố gắng giao phối với những con cái đã và đang cặp đôi. Những con đực đó đủ may mắn để kết đôi nhanh chóng, tận dụng tối đa số giờ còn lại trong cuộc đời của chúng. Khi chúng đã giao phối, sứ mệnh của chúng đối với đàn kết thúc, và chúng chết vì kiệt sức. Các kiến chúa bây giờ không còn sử dụng đôi cánh nữa. Vì vậy chúng cố gắng loại bỏ đôi cánh. Nhưng chúng nhất thiết phải được cố định khá chắc chắn. Cố gắng bỏ đi những chiếc cánh bằng chân. Ngay cả khi nó có tới 6 chiếc chân, rõ ràng là một quá trình đầy khó nhọc. Cuối cùng, đồng cỏ tràn ngập những cánh nhỏ bị bỏ đi. Việc sinh sản như vậy là khá điển hình đối với loài kiến nói chung. Nhưng bây giờ, các kiến chúa của siêu đàn này làm một điều mà ít thấy hơn nhiều. Để hiểu tại sao chúng lại hành xử khác biệt như vậy, trước tiên chúng ta phải quay trở lại chiến trường mùa xuân của những con kiến rừng bình thường bên ngoài đế chế của siêu đàn. Các đàn tham chiến ở sườn núi này hiện đã chấp nhận biên giới của chúng, và mùa hè khiến các trận chiến của chúng tạm dừng một chút. Hệ thống giao phối mà chúng sử dụng thoạt nhìn có vẻ giống với hệ thống giao phối của siêu đàn, nhưng trên thực tế, về cơ bản là khác nhau. Mọi quyết định của một con cái giao phối đều chứa đầy nguy hiểm. Đàn mà kiến chúa này xuất thân hiện đang có xung đột với tất cả các đàn láng giềng. Vì vậy, nếu nó gặp bất kỳ con kiến nào trong các đàn láng giềng, thì chúng sẽ cố gắng giết kiến chúa. Nó cần một chiếc tổ, nhưng nó không thể xây dựng nó nếu không có sự giúp đỡ. Giải pháp của nó cho vấn đề này thật phi thường và triệt để. Dưới tảng đá này, một loài khác là kiến đồng cỏ đã xây tổ. Những con kiến nhỏ này, nhỏ hơn 1/3 kích thước của nó, rất phổ biến và sống trong đồng cỏ ở bìa rừng. Cách duy nhất mà kiến rừng chúa này có thể có được tổ của riêng mình là tiếp quản một trong những tổ của chúng. Nó sẽ trở thành kiến chúa ký sinh. Nó ẩn nấp gần tổ, cố gắng thu nhận mùi của kiến đồng cỏ. Nó tránh đối đầu với cả nhóm kiến đồng cỏ vì chúng có thể chế ngự nó. Thay vào đó, nó giải quyết từng cá thể. Có một cuộc đọ sức ngắn và sau đó nó rút lui. Nhưng mỗi lần, nó rời đi với dấu hiệu mùi hương của chúng, để rồi nó dần dần hình thành cơ chế ngụy trang hóa học.
Cuộc đấu như thế này diễn ra trong vài ngày. Dần dần, sự ngụy trang của nó ngày càng trở nên thuyết phục hơn. Lối vào tổ kiến đầm cỏ không được bảo vệ. Một cách thận trọng, nó tiến vào. Bên trong tổ, nó thấy đông hơn rất nhiều. Hành vi của kiến rừng bên trong tổ kiến trên đồng cỏ chưa từng được quan sát chi tiết trước đây, chứ chưa nói đến việc được quay phim. Vì vậy, những gì xảy ra tiếp theo phải được diễn giải một cách thận trọng. Có sự đánh lộn, và hầu hết các kiến rừng chúa trên thực tế thường thiệt mạng ở giai đoạn này. Nhưng sau khi nó chịu đựng được các cuộc tấn công lặp đi lặp lại, một số kiến đồng cỏ trở nên ít hung dữ hơn đối với nó. Cuối cùng, một con kiến đồng cỏ bối rối đã cho kiến rừng chúa ăn, và khi nó làm như vậy, số phận của tổ này đã được định đoạt. Kiến rừng chúa hiện đã có được mùi hương của đàn. Nó tiết ra kích thích tố của kiến chúa, và kiến đồng cỏ dường như bị mê hoặc bởi kiến chúa ngoại lai. Canh bạc đã thành công, và nó đã có một cái tổ đang hoạt động hoàn chỉnh, đã sẵn sàng để nhận lô trứng đầu tiên của nó. Chiếm lấy tổ của kiến cánh đồng là cách thức điển hình mà kiến rừng bắt đầu một gia đình mới. Nhưng còn các kiến chúa từ một siêu đàn, với nhiều gia đình, tổ chung của chúng thì sao? Liệu chúng có tìm thấy một chiến lược ôn hòa hơn chăng? Mỗi kiến chúa trinh nguyên phải đặt ra trên cuộc hành trình của riêng mình. Nếu trở thành kiến chúa thực sự, nó phải tìm một cái tổ có thể chấp nhận mình. Và đó là nơi khả năng chịu đựng của các thành viên của siêu đàn được kiểm nghiệm một lần nữa. Đã ở trong lòng của một siêu đàn, những con kiến chúa mới giao phối này không cần phải đi xa trước khi chạm trán với đồng loại của chúng. Nhưng ngay cả đối với kiến chúa trong siêu đàn, việc đi thẳng đến đường mòn đông đúc là rất rủi ro. Nếu những kiến thợ mà nó bắt gặp không có tâm trạng chào đón, chúng sẽ xé xác kiến chúa ra từng mảnh. Dần dần, từng kẻ đến để dò xét kiến chúa mới. Một số dường như không chắc chắn có nên tấn công hay không, nhưng những kẻ khác lại liếm và làm sạch cho nó. Sau một vài giây phút căng thẳng, một kiến thợ bắt đầu kéo kiến chúa về phía tổ. Đây là dấu hiệu cho thấy nó sẽ được thu nạp. Và bây giờ các nhà khoa học đã khám phá thêm nhiều điều. Nhiều tổ trong siêu đàn cắt giảm toàn bộ quá trình này. Các con đực có cánh và kiến chúa thậm chí không bận tâm để rời khỏi tổ. Nhiều gia đình khác nhau sống ở đây, do đó không cần phải bay đi để tránh giao phối cận huyết. Các kiến chúa có cánh chỉ có thể giao phối với một trong những kiến đực được sinh ra ở đây. Có lẽ hành vi bất thường này là giai đoạn tiếp theo trong sự tiến hóa của các siêu đàn.
với những hệ thống giao phối mới. Kiến chúa của siêu đàn không có những rủi ro tương tự như kiến rừng chúa bình thường. Chúng không cần phải xâm nhập vào tổ của kiến đồng cỏ để khởi đầu một gia đình mới. Những kiến thợ chỉ xây tổ mới nếu cần, cho phép siêu đàn mở rộng sâu vào rừng nơi mà không có kiến đồng cỏ. Chính những thay đổi trong hành vi như thế này mà rất có thể đã dẫn đến các siêu đàn ở nơi đầu tiên và xâm chiếm môi trường sống mới này với tất cả sự trù phú của nó. Có thể kiểu hợp tác này giữa các tổ khác nhau đang trở nên phổ biến hơn giữa các loài kiến. Những siêu đàn mới vẫn đang được khám phá trong các loài khác nhau trên toàn thế giới. Có lẽ chúng ta đang chứng kiến giai đoạn tiếp theo của cuộc chinh phục mang tính xã hội trên trái đất. Các siêu đàn bao gồm hàng ngàn gia đình khác nhau, tất cả đều làm việc trong sự hợp tác. Đó là sự phát triển mà nhân loại đã đạt được cách đây rất lâu và có thể được coi là một trong những lý do tại sao mà chúng ta lại thống trị rất nhiều nơi trên hành tinh. Có lẽ nào hòa bình cũng là chiến lược để chiến thắng trên ngọn núi này. Còn nhiều điều về các siêu đàn mà vẫn chưa được biết đến. Vì những lý do chính đáng,